Xin chào quý vị và các bạn, đợt rét hại trên diện rộng ở Bắc Bộ đã chấm dứt khi mà từ đêm nay khối không khí lạnh yếu đi, nền nhiệt Bắc Bộ tăng nhanh và sẽ còn duy trì xu hướng tăng lên trong những ngày tới. Bắc Bộ chuẩn bị đón những ngày nắng ấm áp và tạnh giáo. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực Trung Du và vùng núi, mức nhiệt sẽ tăng lên ngưỡng từ 9 đến 11 độ. Trong khi ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 12 cho tới 14 độ. Trên nền nhiệt tăng dần, ngày mai toàn miền Bắc trời giảm mây, hửng nắng nhẹ về chiều. Nền nhiệt trên toàn khu vực Bắc Bộ ngày mai dự báo sẽ tăng lên từ 3 đến 4 độ so với ngày hôm nay. Như vậy, rét đậm chỉ còn xuất hiện ở khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ. Với Trung Bộ, thời tiết ngày mai trên khu vực cũng chuyển tốt dần. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời nhiều mây, nhiệt độ ngày mai tăng lên trong khoảng từ 18 đến 20 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, từ trưa và chiều trời có nắng nhẹ, nền nhiệt tăng lên ngưỡng từ 20 cho tới 23 độ. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trời nắng gián đoạn, mức nhiệt là từ 24 đến 27 độ. Còn từ Bình Định đến Bình Thuận trời nắng sớm, nền nhiệt ngày mai cao trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Không còn khí lạnh khuếch tán, thời tiết các tỉnh thành phía Nam trở lại với trạng thái ít mây, nắng sớm, thời gian nắng dài làm cho nền nhiệt tăng cao. Với khu vực Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đều xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 34 đến 35 độ. Còn ở miền Tây, nhiệt độ phổ biến cũng ở mức cao trong khoảng 33 đến 34 độ. Trên biển, khối không khí lạnh yếu đi, trường gió đông bắc trên hầu khắp các khu vực biển nước ta đều giảm cấp theo. Chỉ còn khu vực phía tây của vùng biển phía nam của Biển Đông, cũng như vùng biển phía tây của khu vực huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau, đêm nay và ngày mai còn có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển chỉ còn động nhẹ. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 29 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!